Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị ba cái quả bình phú quý để cho quý vị được chiêm ngưỡng. Đây là quả bình thứ nhất. Quý vị có thể thấy được rằng là quả bình thứ nhất này nó rất là to. Đường kính nó lên đến 50. Và cái điều đặc biệt của cái bình thứ nhất này thì về cái độ vân nu của nó thì quý vị có thể nhìn thấy ở đây. Đấy, vân nu hòa rất là đẹp, đúng không ạ? Cái sản phẩm bình phú quý này ấy, thì nó rất là đẹp và sang trọng, phù hợp với những cái không gian gia đình rộng lớn và trưng bày ở bộ bàn ghế và phòng khách của quý vị, thì quý vị sẽ thấy cái sự sang trọng của cái bình phú quý này. Cái bình phú quý này thì cũng xin chia sẻ để cho quý vị nắm được là cái vân lu của nó 100% là vân lu tự nhiên. Đấy, được làm rất là công phu, cho nên là cái lu của nó rất là nổi. Cái bình phú quý này như quý vị nhìn thấy ấy, thì nó rất là to, và ở bên dưới là một cái đế. Đấy, bên trên cổ là một cái cổ nữa, tức là cái miệng. Thì cái bình phú quý này là ghép làm 3 khúc. Những cái điều đặc biệt của bình phú quý thì thường là phải ghép, bởi vì cái dòng gỗ lu nghiến này nó không có liền, bởi vì là nó hàng liền để mà mình kiếm được cái phôi gỗ của nó thì rất rất khó. Thế cho nên là chia sẻ để cho quý vị nắm được về cái sản phẩm này. Sản phẩm này thì có cái đường kính 50 và cái chiều cao của cái bình này thì nó cũng cao ở cái phần từ cái đáy này lên đến mặt đế mặt trên này ấy, thì nó phải rơi vào tầm khoảng độ 50, hơn 50. Đấy. Như quý vị nhìn thấy là quý vị đã đủ lắm được là tại sao thì cái bình phú quý nó to như thế này, đúng không ạ, mà nó đẹp, giá trị như thế này. Bình này thì có một cái giá thành lên đến 20 triệu. Đấy. Và tiếp theo thì tôi chia sẻ cho quý vị cái bình thứ hai. Cái bình thứ hai thì cũng có cái giá là cái bình này thì có giá là 18 triệu. Chia sẻ cho quý vị là như thế này. Đối với những cái bình phú quý ấy, thì không thể nào mà quý vị cân đong đo đếm theo kích thước hay là theo cân để mà quý vị đánh giá bằng tiền. Mà ở đây ấy, là đánh giá bằng cái độ vân nu của nó. Thế cho nên là những cái bình phú quý càng vân nu đẹp bao nhiêu thì nó sẽ càng đắt bấy nhiêu. Cái bình này thì có cái kích thước là đường kính 50 và cao là 46. Quý vị nhìn thấy nu này. Giữa cái lu của cái bình này với cái lu của bình thứ nhất ấy, tôi chia sẻ thì nó sẽ khác nhau. Nó khác nhau rất là nhiều. Bởi vì cái phần lu của cái quả này, đây là lu loang vân, đúng không ạ? Đấy, bên trên này là lu. Đấy. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Cho nên là khi mà quý vị nhìn thấy cái giá trị của cái bình phú quý ấy, thì quý vị sẽ khó có thể đánh giá được 100%. Và quý vị sẽ khó có thể nhận biết được rằng là quả nào là quả đắt tiền hơn, quả nào là quả rẻ tiền hơn, đúng không ạ? Về độ đẹp thì nó rất là đẹp. Mỗi cái nó có một cái vẻ đẹp riêng. Đấy, mỗi cái nó có một cái vẻ đẹp. Sang đến cái bình thứ 3 thì để cho quý vị thấy được là cái bình thứ 3 đây. Cái bình thứ 3 có kích thước cũng 50, đường kính là cao là 47. Đấy, đường kính là 50, cao 47. Thì cái quả thứ 3 này cũng có giá 20 triệu. Quý vị có thể thấy được ở đây. Đấy. Về cái vân lu của nó thì chắc hẳn là quý vị nhìn, quý vị sẽ thấy đã mắt luôn, đúng không ạ? Thật sự với quý vị là những người nào mà yêu thích về đồ gỗ ấy, thì nhìn những cái quả bình phú quý này sẽ rất là đã mắt. Về cái hình thức tiện hay là về cái kiểu dáng của cái bình phú quý này là quý vị nhìn như thế này, quý vị sẽ thấy được cái độ đẹp của nó, đúng không ạ? Đấy. Đấy là cái mà chúng tôi mong muốn là chia sẻ cho quý vị. Và khi quý vị đi mua ấy, quý vị phải nhận biết được rằng là cái bình phú quý ấy, nó như thế nào là nó đẹp. Thì nếu nói đến cái dòng gỗ vân thì không nói, dòng gỗ chun thì không nói, nhưng ở đây tôi đang nói giới thiệu cho quý vị là dòng gỗ lu. Bởi vì cái nếu như chúng ta đi mua mà nó lu nó càng nhiều bao nhiêu thì nó sẽ càng đẹp. Lu nó tứ diện, tức là mặt dưới, mặt trên, mặt giữa, mặt ngang, bốn bề của nó đều có lu thì nó sẽ rất là đắt. Và cái điều đặc biệt là chúng ta lại còn phải phân biệt lu của nó nữa cơ. Có một cái dòng là lu nó rất là nhỏ tăm, đầu nó rất là bé,
một cái dòng thì nó nhỡ, một cái dòng thì nó to. Đây là cái dòng nu này là nu nu to này. Đấy, dòng này là dòng nu to, du nu chân 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 hổ, chân báo. Dòng này thì nu nó nhỏ hơn này. Đây quý vị nhìn thấy rõ không ạ? Đấy, đấy là cái góc độ để cho quý vị đánh giá, để cho quý vị nhìn thực tế vào thì quý vị mới thấy được là nó không hề giống nhau. Chia sẻ với quý vị như vậy để cho quý vị nắm được. Thế thì cái giá thành cũng vậy, càng nu đẹp, càng nu chuẩn bao nhiêu thì nó lại càng giá trị bấy nhiêu. Thế cho nên là cái mà chúng tôi mong muốn là chia sẻ cho quý vị thì quý vị cũng nên cân nhắc khi quý vị đi mua những cái bình phú quý, quý vị sẽ thấy được cái giá trị của nó. Và cái đường kính ấy, thì nếu đã là nu đẹp rồi ấy, mà cái đường kính của nó thì chỉ chênh nhau một tí ti thôi, nó cũng đã khác nhau rồi. Đấy, rất là khó đúng không ạ? Cái mà chúng tôi mong muốn là như vậy để chia sẻ cho quý vị, để khi quý vị đi mua quý vị sẽ hiểu hơn là những cái sản phẩm nào là sản phẩm nó đẹp hơn, nó chất lượng hơn và nó đắt tiền hơn. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi cái video ngắn của chúng tôi. Nếu quý vị xem video này thấy giá trị, thấy hay thì quý vị hãy đăng ký trên kênh để chúng tôi còn chia sẻ nhiều các cái video hay hơn, chia sẻ cho quý vị để cho quý vị nắm được khi đi mua các cái sản phẩm như là bình phú quý hay là tượng hay là những cái linh vật phong thủy. Xin chân thành cảm ơn quý vị.